Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang trong những ngày giãn cách xã hội. Những ngày này thì các công ty, các công sở đều phải đóng cửa, đồng nghĩa với việc các vị phụ huynh đang ở nhà với con cái của mình. Còn các trường học thì sao nhỉ? Các trường học đã đóng cửa từ Tết đến giờ rồi, một kỳ nghỉ Tết rất dài. Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng các giáo viên và các bạn học sinh đều đã phải làm quen dần với trường học online, với các tiết học online rồi. Nhiều chuyên gia, nhiều người làm giáo dục đang cùng nhau chia sẻ những bộ học liệu và những cách thức để khiến cho những giờ học online được giá trị hơn. Có thể với nhiều người, giãn cách xã hội sẽ là một dịp để họ nghỉ ngơi. Nhưng với những người làm giáo dục, những người làm công tác giảng dạy, những giáo viên phải liên tục cập nhật những cách thức mới để khiến cho học sinh của họ cảm thấy giờ học online hấp dẫn và thú vị hơn nữa. Vlog giáo viên sẽ là một chương trình gửi đến những câu chuyện như vậy. Lớp học online hiệu quả của nhóm giáo viên toán ở Hà Nội. Bài hát rap nguyên hàm của một giáo viên trường Olympia. Kho video học liệu miễn phí tại website của Đại học Sư phạm Hà Nội. Nói đến các lớp học online, chúng ta sẽ hình dung ra cảnh giáo viên cùng với cả các học sinh của mình ngồi trước màn hình và tương tác với nhau. Đôi khi chúng ta sẽ nghĩ là cái việc tương tác nó hơi hạn chế một chút, đúng không nào? Tuy nhiên, hãy cùng xem những hình ảnh sau đây để xem điều đó có chính xác hay không. 8 giờ tối, thầy Đỗ Văn Bảo, giáo viên toán trường trung học Vinschool, bắt đầu làm quen với những thành viên trong buổi học online của mình. Thành viên đó không phải là học sinh, mà là các giáo viên ở rất nhiều trường khác nhau. Thì tôi vẫn làm công việc là giới thiệu những thành viên của nhóm chúng tôi và những công việc mà chúng ta đang làm. Phần việc đầu tiên là các giáo viên dùng công cụ Padlet.com để giới thiệu bản thân, gồm ảnh và một câu châm ngôn mà mình thích. Sau đó, họ đến với câu hỏi. Với những tính năng vừa trải nghiệm, giáo viên có thể sử dụng công cụ Padlet vào việc gì? Tôi nghĩ là cái này nó cũng có thể có nhiều cái chức năng. Một là có thể quản lý được nhân sự trong trường. Hai nữa có thể quản lý được các học sinh. Ba nữa là có thể là đưa lên thành hội phụ huynh của các lớp. Rất nhiều ý kiến được đưa ra để điểm danh, khởi động bài mới, cho học sinh thảo luận nhóm. Cứ theo cách học ấy, các giáo viên lần lượt trải nghiệm các công cụ và phần mềm khác nhau và tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Mình sẽ sử dụng công cụ này như thế nào trên lớp học online? Nói chung thì em thấy là mình phải quay bài giảng, mình giảng cho... Thế là cũng tiếp cận dần với dạy học gọi là e-learning ấy. Tức là mình dùng cái đó như một phần của bài giảng thôi. Thế quá tốt mà. Dạ, em nghĩ là như vậy sẽ tốt hơn. Qua khóa học này, tôi đã biết sử dụng ứng dụng Form, Poly để danh được giờ, hay là đưa các một số ứng dụng như là Menti, Quizy, việc lên Padlet đưa vào các tiết học thiết kế trò chơi. Những buổi học như thế này là một hoạt động tự nguyện của dự án dạy học online hiệu quả đẩy lùi Corona do ba giáo viên trẻ ở Hà Nội là Đỗ Văn Bảo, Phạm Bảo Đức và Nguyễn Quang Minh tiến hành. Ba giáo viên ngồi tại nhà của mình và 100 giáo viên khác cũng vậy. Tất cả các giáo viên cùng trải nghiệm công cụ phục vụ học tập online và sau đó là thảo luận về việc thổi hồn cho những công cụ đó như thế nào để học sinh sẽ có những giờ học cuốn hút và bổ ích. Trong giờ học trực tuyến, thầy cô và các em học sinh có thể khai thác tối đa sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Ví dụ như để điểm danh học sinh, thầy cô có thể sử dụng Google Form hoặc Office Form. Hay trong hoạt động kiểm tra đầu giờ, thay vì kiểm tra 1-2 học sinh, thầy cô có thể kiểm tra được toàn bộ học sinh. Và đặc biệt là các câu hỏi được tổ chức dưới dạng game. Và qua đó thì khi hoạt động kiểm tra đầu giờ không còn căng thẳng và rất là hấp dẫn và lôi cuốn học sinh tham gia. Dù dạy học trực tiếp hay dạy học trực tuyến thì phương pháp của các thầy cô vẫn là linh hồn của bài giảng. Nếu như phương pháp tốt thì chúng ta cùng với việc ứng dụng một số công cụ và một số phần mềm, các thầy cô vẫn có thể làm cho lớp học nó sinh động như là lớp học trực tiếp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối để nói chuyện với một thành viên của dự án này, đó là cô Phạm Bảo Đức, thành viên nữ duy nhất trong nhóm. Xin chào cô Phạm Bảo Đức ạ, chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau được không ạ? Chương trình rất muốn biết là lý do ra đời của dự án này là gì? Lý do ra đời của dự án này rất là đơn giản thôi, đó là chúng mình muốn dùng cái khả năng của mình góp một cái công sức rất nhỏ
và trong việc làm sao để giúp đỡ các đồng nghiệp có thể trở lại được giảng dạy trong mùa dịch này. Vâng, vậy thì tại sao lại có đến 3 người hướng dẫn cho một lớp học như thế này? Cái việc dạy học online ấy, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố kỹ thuật, ví dụ như là đường mạng. Nếu như mà có một ai đó trong số đội ngũ giảng viên mà bị mất kết nối thì chúng mình cũng có những bạn đồng nghiệp cũng có thể sẵn sàng hỗ trợ với mình và để tiếp nối vào. Ngoài ra thì chúng mình cũng minh chứng cho mọi người thấy rằng là để có thể làm được việc lớn thì chúng ta sẽ phải có những cái đồng đội luôn luôn sát cánh với mình. Và chúng mình là một cái nhóm mà khá là đoàn kết và khá là tương đồng với nhau về những cái suy nghĩ. Mục tiêu của dự án này là gì ạ? Thực ra mục tiêu của dự án thì nó cũng đơn giản như là cái lý do mà thực hiện dự án thôi. Đó là càng nhiều giáo viên càng sớm được trở lại được dạy học của mình càng tốt. Đã có bao nhiêu giáo viên đăng ký tham dự lớp học này? Có phải là họ đều đến từ Hà Nội không cô? Có rất nhiều giáo viên là bạn bè và đã biết bọn mình ở trên Facebook và có đăng ký để tham gia các lớp tập huấn, và con số đó khoảng hơn 500 giáo viên. Ngoài ra thì còn có các giáo viên ở trong các cái tổ chức của nhà trường, các lãnh đạo của nhà trường có liên hệ để bọn mình hướng dẫn và hỗ trợ. Và con số này thì lên tới khoảng hơn 1.000 giáo viên trên toàn quốc. Các giáo viên thì đến từ các tỉnh khác nhau, ví dụ như là Lạng Sơn, Cần Thơ, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quảng Trị, v.v. Việc học online như thế này thì có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng không ạ? Thực ra thì cái việc dạy học online này, theo chủ quan của mình nghĩ, thì vì là dạy học online có sự tham gia của công nghệ, nên là người học sẽ cảm thấy thú vị hơn và thích thú hơn trong các cái giờ học. Còn về chất lượng thì tùy vào cái sự tổ chức của giáo viên và cái sự tích cực của người học sẽ tạo nên cái chất lượng cho một cái buổi tập huấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xin phép để có thể có mặt trong một giờ học online môn toán của cô Phạm Bảo Đức nhé. Luật của chúng ta sẽ là mỗi một bạn chỉ được đăng nhập một lần và nick của chúng ta phải đúng với cái tên mà chúng ta gọi hàng ngày. 30 bạn chuẩn bị bắt đầu. Nhiều hoạt động đã được tổ chức khiến cho giờ học trở nên hấp dẫn hơn. Một quiz game được sử dụng để lôi kéo sự chú ý của học sinh vào bài học. Một video ngắn sẽ giúp giờ học trở nên cuốn hút hơn, và đặc biệt, một phần mềm để theo dõi và đếm số lần phát biểu, số bài tập đã hoàn thành của học sinh. Như vậy, giáo viên có thể cho điểm và đánh giá sự tiến bộ của mỗi học sinh trong từng bài học mà không cần chờ đến các bài kiểm tra 15 phút hay một tiết như thông thường. Kết thúc buổi học, học sinh điền cảm nhận vào một form. Em hiểu điều gì qua bài học, còn gì em chưa hiểu, cảm nhận của em về tiết học như thế nào. Những thông tin này sẽ được giáo viên ghi nhận và điều chỉnh cho buổi học sau. Tất cả đều rất nhanh và thuận tiện nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Khi mà kết nối online như này và học online như này thì gần như là cái sự tương tác một một giữa giáo viên và học sinh. Nó tiếp cận đến với một cái dạy học hướng đối tượng từng cá nhân của người học luôn. Thì con được trực tiếp trao đổi với giáo viên nhiều hơn, con có cơ hội được nói lên cái ý kiến của mình nhiều hơn, và con được quan sát kỹ những cái thao tác mà cô làm nhiều hơn. Đối với tớ, học online rất là hiệu quả. Cũng thấy mình tập trung hơn vì không có đứa bạn nào ở nhà bên cạnh cả. Chỉ cần ở nhà, đến giờ là sẽ mở thiết bị vào cái ứng dụng đấy là sẽ nghe được bài giảng của thầy cô giáo chi tiết, không khác gì ở trên trường luôn. Khá là thoải mái chứ này, như mình ấy, ngồi mà đồng phục mình có thể học ở mọi chỗ. Mình đã biết và sử dụng thành thạo các ứng dụng và phần mềm giúp cho bài học trở nên sinh động và thú vị hơn. Khi kết thúc buổi học thì mình sẽ có thể xem lại buổi học và xem kỹ cái chỗ mà mình chưa hiểu đấy,
từ đó nắm chắc kiến thức hơn. Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội như thế này, thì những người giáo viên vẫn đang phải miệt mài làm việc và soạn những bộ giáo án online. Tất cả là vì lợi ích học sinh của mình. Xin cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Và chúng ta sẽ dành ít phút nghỉ ngơi với một ca khúc rất thú vị. Chuyện nọ, người anh tên là F lớn, còn người em là F nhỏ. Nếu mang đạo hàm người anh ta được kết quả là người em, thì F lớn X là nguyên hàm hỏi mọi người mà xem. Ngày xưa ở vương quốc ta có một câu chuyện nọ, người anh tên là F lớn, còn người em là F nhỏ. Nếu mang đạo hàm người anh ta được kết quả là người em, thì F lớn X là nguyên hàm hỏi mọi người mà xem. Ví dụ thế này để cho dễ hiểu này, người anh là hàm F lớn X bằng X mũ 3, người em là hàm F nhỏ X bằng 3 nhân X mũ 2, 3 nhân X mũ 2. Ta đạo hàm F lớn X, kết quả là 3X bình. Chuẩn người em chưa, chuẩn người em chưa. Không cần phải đu đưa, ta có F lớn X bằng X mũ 3 là nguyên hàm của F nhỏ X bằng 3 nhân X ở mũ 2. Ta có một câu chuyện nọ, người anh tên là F lớn, còn người em là F nhỏ. Nếu mang đạo hàm người anh ta được kết quả là người em, thì F lớn X là nguyên hàm hỏi mọi người mà xem. Ngày xưa ở vương quốc ta có một câu chuyện nọ, người anh tên là F lớn, còn người em là F nhỏ. Nếu mang đạo hàm người anh ta được kết quả là người em, thì F lớn X là nguyên hàm hỏi mọi người mà xem. Làm tương tự, ta có F lớn X bằng logan IPM của X là một nguyên hàm của F nhỏ X bằng 1 trên X trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Hơn nữa, nếu F lớn X là một nguyên hàm của F nhỏ X ở trên K, thì F lớn X cộng C cũng là một nguyên hàm của F nhỏ X ở trên K. Với C là hằng số, ta có ký hiệu nguyên hàm của F nhỏ X như sau. Yo. Ngày xưa ở vùng quốc ca có một câu chuyện nọ, người anh tên là F lớn, còn người em là F nhỏ. Nếu mang đạo hàm người anh ta được kết quả là người em, thì F lớn X là nguyên hàm hỏi mọi người mà xem. Ngày xưa ở vùng quốc ca có một câu chuyện nọ, người anh tên là F lớn, còn người em là F nhỏ. Nếu mang đạo hàm người anh ta được kết quả là người em, thì F lớn X là nguyên hàm hỏi mọi người mà xem. Wow, thật sự là một bài hát rất ngầu của thầy Lê Tuấn Cường, một giáo viên của trường Olympia đã sáng tác về nguyên hàm. Và hy vọng là các bạn học sinh cũng sẽ biết và nhớ thêm nhiều kiến thức về nguyên hàm thông qua bài hát này. Và tôi đang băn khoăn ấy là nếu như mà thầy tiếp tục sử dụng cách này thì chắc là sắp tới thầy phải làm cả một album thì mới hết được giáo trình, đúng không ạ? Vâng, nói vui như vậy thôi, hy vọng là thầy sẽ luôn luôn có những cách mới để khiến cho học sinh yêu mến thầy cũng như là nhớ được kiến thức tốt hơn. Chỉ cần có máy tính hoặc thiết bị di động kết nối Internet, các bạn học sinh và các thầy cô giáo có thể truy cập kho học liệu với hơn 500 bài giảng và 1.000 bài tập miễn phí tại website của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Được biết, toàn bộ hệ thống video bài giảng và bài tập tương tác trong kho học liệu này đều bám sát chương trình phổ thông hiện hành, đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng. Phần mềm olm.vn là một phần mềm viết hoàn toàn bằng tiếng Việt, rất dễ sử dụng. Từ khi chương trình học trực tuyến trên phần mềm olm.vn được triển khai, tôi thấy con học hào hứng hơn hẳn và rất hứng thú với các bài tập cô giao. Các bài tập cũng phong phú và phù hợp với kiến thức của con. Mỗi bài học đều có hệ thống các câu hỏi ở 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Hiện tại, các học liệu đang bao phủ 3 môn: toán, tiếng Việt, ngữ văn và tiếng Anh. Đặc biệt, các file video thường được kèm câu hỏi, học sinh phải trả lời mới được xem tiếp. Việc trả lời các bài tập được thực hiện với thao tác click chuột đơn giản. Nếu các con trả lời sai, hệ thống sẽ nhắc lại để con nhớ kiến thức hơn. Ngoài kho học liệu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chúng ta vẫn còn những bộ học liệu cũng như những đơn vị giáo dục khác trên cả nước mà chúng tôi sẽ cập nhật với các bạn trong các chương trình lần sau. Vậy là sau nhiều tháng không được đến trường thì chắc hẳn là các bạn học sinh cũng như các giáo viên đều rất nhớ mái trường thân yêu của mình. Trước khi chia tay nhau, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát và hy vọng là dịch bệnh sớm bị đẩy lùi để tất cả chúng ta có thể quay trở lại với công việc và việc học tập thường ngày. Cảm ơn các bạn rất nhiều.